Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Sáng 25 tháng 2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hòa An long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Tham dự có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Cấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở ngành tỉnh. Năm 2024, huyện Hòa An có 106 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội, 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay, các thanh niên trúng tuyển của huyện Hòa An được giao về các đơn vị nhận quân, gồm bố tham mưu quân khu 1, 30 thanh niên, trung đoàn 852, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 35 thanh niên, bộ đội biên phòng tỉnh, 20 thanh niên, công an tỉnh, 21 thanh niên, có 19 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, một thanh niên là đảng viên. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. 100% thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đều hô hởi, phấn khởi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo huyện Hòa An mong muốn các thanh niên nhập ngũ năm 2024 tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn, giả sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tích cực phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú. Các cơ quan đoàn thể địa phương và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tạo điều kiện thuận lợi để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tặng hoa quà động viên các chiến sĩ. Tại thành phố Cao Bằng, dự lễ giao nhận quân năm 2024 có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Đàm Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố và các đơn vị nhận quân. Năm 2024, thành phố Cao Bằng có 105 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 80 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, thành phố Cao Bằng đạt 100% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn, đáp ứng được yêu cầu các đơn vị tuyển quân đề ra. Tại buổi lễ, sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh hồi chống mở hội giao quân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa, tặng quà, động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Bảo Lạc có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các đơn vị nhận quân. Huyện Bảo Lạc có 87 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó, 70 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 17 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh gồm các dân tộc Nùng, Tày, Giao, Mông, Sán Chỉ, Lô Lô. 100% tân binh đều là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hai tân binh viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 57%. Trình độ văn hóa từ trung học phổ thông đạt hơn 62%. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bảo Lạc động viên can dặn các chiến sĩ tân binh cần cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, học tập xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, sáng 25 tháng 2, giải quân vượt tranh cúp ngôi sao xanh lần thứ 6 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc. Giải đấu quy tụ 84 vận động viên đến từ 15 đơn vị câu lạc bộ thi đấu ở các nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam phong trào trên 45 tuổi, đôi nam phong trào dưới 45 tuổi, đôi nữ. Tại giải, các cặp vận động viên đã tích cực thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Các trận cầu sôi nổi, hấp dẫn đã cống hiến cho khán giả và những người đam mê bộ môn thể thao quần vợt nhiều đường bóng hay và đẹp mắt đầy kịch tính. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ quần vợt Vật liệu xây dựng ở nội dung đôi nam lãnh đạo, đơn vị Công an tỉnh ở nội dung đôi nam trên 46 tuổi và đôi nam dưới 45 tuổi. Câu lạc bộ quần vợt huyện Hà Quảng ở nội dung đôi nữ. Đồng thời trao 4 giải nhì, 8 giải ba cho các đội có thành tích cao ở các nội dung Giải quân vượt tranh cúp ngôi sao xanh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2024. Đây cũng là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường hoạt động giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày 23, 24 tháng 2, huyện Bảo Lâm tổ chức hội khỏe phù đồng lần thứ 6 năm 2024. Hội khỏe phù đồng huyện Bảo Lâm lần thứ 6 thu hút 403 vận động viên tham gia, 26 đoàn đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán chú, phổ thông dân tộc đội chú trong toàn huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu, điền kinh, kéo co, cầu lông, đẩy gậy, nhảy xa, bật xa, nhảy cao. Sau hai ngày thi đấu tranh tài, các vận động viên đã đem đến Hội khỏe phù đồng nhiều trận tranh tài sôi nổi, thể hiện không khí thể thao học đường đoàn kết, trong sáng và đầy ấn tượng, góp phần khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao ở lứa tuổi học sinh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển. Kết thúc Hội khỏe phù đồng, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các vận động viên và các đoàn có thành tích thi đấu trong các nội dung, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Hôm nay, 25 tháng 2, bắt đầu ngày hội tổng quân năm 2024 trên cả nước, thanh niên các địa phương đủ điều kiện nhập ngũ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dự kiến ngày đầu tiên sẽ tổ chức lễ giao nhận quân tại 30 tỉnh thành phố, ngày thứ hai tổ chức tại 7 địa phương và ngày thứ ba sẽ tổ chức tại 26 tỉnh. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương diễn ra đến hết ngày 27 tháng 2, thứ ba tuần sau đến thời điểm này công tác chuẩn bị giao nhận quân tại các địa phương đã sẵn sàng các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển quân nhằm đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối lên đường nhập ngũ là niềm vui của mỗi thanh niên vinh dự của mỗi gia đình ngày hội đóng quân của thế hệ trẻ diễn ra với không khí phấn khởi trên mọi vùng miền Bộ Xây dựng cho biết hiện nay cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội. So với năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm hơn 5.000 ha. Hiện đã có nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng ưu đãi hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và các chính sách riêng về nhà ở, lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang vừa qua chính phủ đã trình và được quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi luật đất đai sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với nhiều nội dung mới tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực tiễn cùng với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và các chương trình hỗ trợ xây dựng mới cải tạo nhà ở cho đối tượng chính sách tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân từ năm 2021 đến nay, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn hộ. Hiện có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. 6 dự án nhà ở xã hội tại 5 địa phương được giải ngân khoảng 415 tỷ đồng. Theo đề án, phấn đấu đến năm 2030, các địa phương hoàn thành hơn 1,06 triệu căn hộ, trong đó giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn hộ. Nếu các dự án đã được cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành đúng thời hạn sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu đề án đến năm 2025. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhận định Tuy nhiên, việc triển khai đề án vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như kết quả thực hiện của nhiều địa phương chậm so với kế hoạch đăng ký, việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng chậm, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gặp vướng mắc trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng tín dụng, chính sách ưu đãi. Trong năm 2024, Nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ trong năm 2024. Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc xuống thấp hơn dự kiến và dự báo tiếp tục duy trì trong tuần tới. Hai ngày nay miền Bắc nhiệt độ xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh hơn. Dự báo ban đầu của nhiều cơ quan khí tượng, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Mậu Sơn là hơn 2 độ, Hà Nội 12 độ. Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất 17 độ, vùng núi 15 độ, núi cao dưới 12 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ về đêm và sáng, vùng núi và trung du rất đậm, nhiệt độ trung bình dưới 15 độ. Từ ngày 28 tháng 2, không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc tăng nhiệt nhưng không đáng kể. Từ nay đến thứ ba tuần tới, nhiệt độ Hà Nội phổ biến từ 16 đến 20 độ. Hai ngày tiếp theo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 22 đến 24 độ, sau đó giảm xuống từ 16 đến 17 độ. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, những ngày đầu tuần tới phổ biến từ 13 đến 22 độ. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng mùng 1-2 mùng tháng 3, một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động khiến miền Bắc trời rét trở lại có khả năng xảy ra rét đậm vào những ngày đầu tháng 3. Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định về phạm vi được hưởng, mức hưởng bảo hiểm y tế và điều chỉnh tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp không đúng cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy phạm về phạm vi được hưởng, mức hưởng bảo hiểm y tế và điều chỉnh tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp không đúng cấp chuyên môn, kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, trong trường hợp người khám chữa bệnh, trái tuyến cấp cơ bản, bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 không được phân loại tuyến cuối, Bộ Y tế đề xuất hai phương án. Tại dự thảo này, Bộ Y tế cũng đề xuất danh mục điều trị lác, cận thị, và tới cúc xạ của mắt, trừ trường hợp người dưới 18 tuổi sẽ được chi trả bảo hiểm y tế, nghĩa là nâng phạm vi tuổi được hưởng bảo hiểm y tế lên. Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất không chi trả bảo hiểm y tế cho việc sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm mắt giả, răng giả, kính mắt, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Trước đó, danh mục không chi trả bao gồm sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám chữa bệnh và phục hồi chức năng không được bảo hiểm y tế chi trả. Chuyển sang tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bổ sung 4 ngành nghề cho thị thực lao động đặc định mà người nước ngoài có thể làm việc với tư cách là lao động có tay nghề. 4 ngành nghề được bổ sung gồm vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ. Động thái này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong các ngành nghề này. Kế hoạch trên đã được trình lên Ủy ban đặc biệt về lao động nước ngoài của Đảng Dân chủ Tự do vào ngày 22 tháng 2. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nhận được sự chấp thuận của nội các cho kế hoạch này vào tháng 3 tới. Thị lực lao động kỹ năng đặc định 1 cho phép người nước ngoài có tay nghề làm việc tại Nhật Bản lên đến 5 năm. Thị thực lao động kỹ năng đặc định 2 cho phép người lao động có tay nghề cao cơ hội cư trú tại Nhật Bản vĩnh viễn. Vào tháng 8 năm 2023, chính phủ đã mở rộng số lượng ngành nghề thuộc loại 2 từ 2 lên 11 ngành nghề. Bốn lĩnh vực mới đang được xem xét đều sẽ thuộc thị thực loại 1. Các doanh nghiệp khai thác trong các ngành này đã gặp khó khăn vì tình trạng thiếu lao động và đã kêu gọi chính phủ giúp đỡ. Chính phủ Nhật Bản sẽ thảo luận với Liên minh cầm quyền về các yêu cầu chấp nhận người lao động và các chi tiết khác. Tuy nhiên, việc bổ sung lĩnh vực giao thông đường bộ vào nhóm ngành nghề cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài đặc định bột có thể gây ra sự do dự trước những thay đổi vì lái xe nước ngoài phải hiểu điều kiện đường xá và các quy tắc giao thông phức tạp của Nhật Bản. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!